Tập 2. Nếu như ta nhớ không lầm thì dì vừa mới nói đây là Bành tiên sinh ở Hoài Dương rồi. Hàng mộ có phải là có chỗ nào không chu toàn? Lý Tư có rất nhiều tai mắt ở trong thành, chúng ta tụ tập ở đây chắc là Lý Tư đã biết từ lâu. Vậy thì đã sao chứ? Hàng tướng quân, không cần nói thì mọi người cũng hiểu mà. Sáu nước đã mất rồi, chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta tụ tập ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt giữ thôi. Bắt giữ à? Phải, Tần Thủy Hoàng đã thống nhất sáu nước, ba tánh an cư lạc nghiệp. Còn những người cũ của sáu nước cũng được đối đãi tử tế. Hay cho câu đối đãi tử tế. Chúng ta có áo mặc, có thịt ăn, không phải chịu vất vả, chúng ta đều vẫn còn sống. Hàng ba tướng quân, lẽ nào đây không phải điều quan trọng nhất sao? Loại người giống như ngươi, đầu hàng bọn Bảo Tần, các ngươi còn mắt mũi nào thì đối diện với Liệt Tổ Liệt Tông chứ? Người của nước Sở các người, lẽ nào lại không đầu hàng để được sống? Bành tiên sinh, chú ý lời nói đó. Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Khi Hạng Yên còn tại thế là một bậc trung dũng, nhưng bây giờ khác năm xưa rồi. Mọi người nên giải tán đi, chúng ta không đấu nổi Bảo Tần đâu. Phải đó. Bành tiên sinh, không lẽ tiên sinh sẽ luôn luôn thần phục bọn Bảo Tần sao? Hạng tiên sinh, chúng tôi biết rõ là ngài thân đang mang thù nhà hận nước, nhưng mà những người ngồi ở đây ai cũng như vậy chứ. Thế cục đã mất rồi, chúng ta không có binh khí, hoặc nói tới binh khí, ngay cả một thanh sắt dùng để chế tạo binh khí còn không có. Tất cả quốc trong nhà đều phải đi đăng ký, ngay cả con dao dùng để sát thịt cũng đều phải đi đăng ký rồi. Thiết kỵ nước Tần thiên hạ vô địch, chúng ta nếu muốn đấu lại với chúng thì trước tiên cần phải có kỵ binh, cần phải có ngựa. Nhưng mà nhắc tới ngựa, tất cả các nhà đều phải đi đăng ký hết rồi. Một con ngựa có thai rồi sinh ra ngựa con cũng phải đi đăng ký cho rõ ràng. Đúng đó. Nghe danh hạng gia đại nghĩa, chắc sẽ không tính toán với kẻ vong quốc như bọn ta. Chúng ta cũng chỉ là muốn tới uống rượu, mạo hiểm tụ tập ở đây không thể thắng nổi Bảo Tần đâu. Hai vị tướng quân, ta không tố cáo các vị là tốt rồi. Tất cả đứng yên đó, chuyện này không liên quan các ngươi. Tên họ Bành là tự hắn chuốc lấy thôi. Nghe đại ca ta nói hết đi đã. Kẻ này hãy mở miệng ra là binh vực cho Bảo Tần, ta giết hắn. Không phải là bởi vì hắn có suy nghĩ khác với ta. Cái gì gọi là không tố cáo thì đã tốt rồi. Đây là chuyện của mọi người, chuyện của thiên hạ, không tố cáo à? Không lẽ chính là ân điển cho những kẻ vong quốc như chúng ta sao? Mọi người ngồi xuống đi, có một số chuyện cần phải bàn bạc kế hoạch lâu dài. Hạ tiên sinh à, hôm khác sẽ bàn. Chư vị tiên sinh, cáo từ. Vũ Nhi, để cho họ đi. Đi mau. Cáo từ. Tại sao lại giết người chứ? Có chút tranh chấp, cãi vã. Ai bị giết? Hàng xóm của tôi ở Hàm Dương, chúng tôi đều là thương nhân nước Sở. Rượu mua được ở đâu? Chợ đen. Sao lại tụ tập? Lễ nhà nông. Các ngươi tới để tượng thú có thể được giảm nhẹ tội, nhưng xử phạt là chuyện khó tránh. Xin đại nhân nương tay. Pháp luật nước Tần rất nghiêm khắc, sao có thể xem thường pháp luật chứ?
sẽ bị tống giam thích mặt. Thà chết không thích mặt, xin chịu phạt tiền. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, ở đây có một vài đỉnh vàng rồng xin được dâng cho ngài hết, rất mong đại nhân thu nhận. Thương nhân đức sở. Đại nhân, chuyện này ra. Đại nhân, từ đâu đã biết, sao còn nhiều lời? Buông ra chưa? Nước có thể mất, nhưng tôn nghiêm không thể mất. Người nước Sở quyết không nhẫn nhục để sống. Hạng Yến tướng quân của người cháu này có thể ngậm cười để chín suối. Khâm phục, khâm phục. À, Vũ Nhi, Vũ Nhi. Ta kính các người anh hùng hảo hán, các người lại xem ta là loại tiểu nhân tham lam. Thân là kẻ mất nước, vốn không nên nhẫn nhục cùng người đời. Nhưng vì đã mang mối thù quốc gia, vì muốn chờ đợi cơ hội giành lại vinh quang cho nước Sở. Ân Dư, vô nhân đạo hay không ta không biết, nhưng bá tánh phải chịu khổ thì ta đã thấy. Ta đây cũng là lực bất tòng tâm thôi. Tiên sinh đại nghĩa, Tư Mã Hân bái phục. Tiểu điệt vừa rồi thật sự đã vô lễ, xin đại nhân đừng trách. Không sao. Đại nhân, ngựa đã chuẩn bị xong. Lùi xuống đi. Dạ. Các vị cần phải lập tức lên đường. Trời vừa sáng sẽ có gai văn thương bắt giữ. Đường đi rất vất vả, bảo trọng. Đa tạ đại nhân. Đa tạ. Đa tạ. Có ân sẽ báo. Mời. Cáo từ. Vị Tư Mã đại nhân này đúng là một nghĩa sĩ, là một hảo hán. Sao không khuyên ngài ấy đi cùng chúng ta đi diệt Bảo Tần? Mỗi người một chi hướng, không thể như nhau. Đúng vậy, hưng vong mấy chục năm, cuối cùng rồi cũng về với cát bụi thôi. Cũng như tên Doanh Chính đó, cũng chỉ là một người phàm, sao có thể mơ tưởng chuyện thống trị suốt thiên thu vạn đại chứ. Người Tần từ thời Mục Công đã luôn coi chi lớn, máu chảy thành sông, cuối cùng cũng nhất thống thiên hạ. Nhưng mà họ đã sai rồi, thật sự sai rồi. Thứ mà vạn dân thiên hạ cần là an cư lạc nghiệp. Điều họ cần là một cuộc sống có tôn nghiêm. Ừ,
sống như hiện giờ có ý nghĩa gì? Sao có thể được lâu dài chứ? Sẽ có một ngày con nhất định quay lại nơi này. Dũng Nhi, Dũng Nhi, Dũng Nhi. Hạng Công à, Vũ Nhi mang ý chí lớn, nước Sở có hy vọng rồi. Ý chí nam gì? Huynh đệ, hiện giờ ngươi đã nợ 60 tiền rồi, còn chơi nữa sao? Nữa chứ. Chà, chắc ngươi biết rõ quy tắc của việc nợ tiền chứ? Biết rõ. Là cái gì? Chặt ngón tay. Được. Nếu như ngươi tiếp tục thua nữa, chỉ có thể nợ 10 tiền nữa thôi. Quy tắc của chúng ta là cứ nợ 1 tiền thì chặt đi 1 ngón tay. Ngươi phải nghĩ cho kỹ đó. Về đi. Em nghĩ kỹ rồi. Nè, để về đi. Về đi. Mặc kệ đấy. Chạy chút. Được. Hả? Mổ đi, mổ đi, mổ đi, mổ đi, mổ đi, mổ đi, mổ chết nó đi. Mổ đi, mổ đi. Đá đi, đá đi. Mổ nó đi. Đúng rồi. Đá đi. Tiến lên. Mổ đi. Đá đi, đá đi. Đá đi. Đá đi, đá đi. Mẫu, mẫu đi, đá đi. Công nó. Mẫu nó. Đá đi, rồi. Mẫu đi, mẫu đi. Đúng rồi, hay lắm. Đúng rồi, tiến lên. Đúng rồi, hay lắm, hay lắm. Lên đi. Mẫu đi, mẫu đi. Đá đi. Mẫu chết nó đi. Đúng rồi. Mẫu đi, mẫu đi. Mẫu đi, mẫu đi. Đá đi, mẫu đi, mẫu đi. Mẫu đi, mẫu đi. Mẫu đi. Hay lắm. Hay lắm. Mẫu đi. Lên. Lên đi. Mẫu đi. Mẫu nó đây. Đại ca. Lên đi. Đó đại ca. Đại ca nhìn đi. Mẫu đi, mẫu đi. Mẫu. Mẫu đi. Đúng rồi. Mẫu đi. Mẫu nó đây. Mẫu đi, mẫu đi. Mổ đi, mổ đi, mổ đi chứ. Đá nó đây. Mổ đi. Đúng rồi, mổ đi, mổ đi, mổ đi. Mổ đi. Mổ nó. Đúng rồi, mổ đi, mổ đi. Hay lắm, mổ đi, mổ đi, mổ đi. Mổ đi. Mổ đi, mổ đi. Nè, mổ đi. Mổ đi. Hay lắm, hay lắm. Đá nó đây. Hay lắm. Mổ nó đây. Tiếp đi, tiếp đi. Tiến lên. Mổ nó đi, mổ đi. Cố lên, đá nó đây. Đá đi, đá đi. Hay lắm, hay lắm. Tiến lên. Hay lắm. Hay lắm. Ê, hay lắm. Hay lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Mổ đi, mổ đi. Mổ đi, mổ đi. Ơi, ơi. Lại đi. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Trời. 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 Nè, 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 đại ca, bước dựng đi, hả? Bước dựng đi, bước dựng đi, à, bước dựng đi. Đây là huynh đệ của tôi, hắn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi. Đúng là hồ đồ, đúng là vô dụng mà. Hắn không có hiểu chuyện, huynh cứ xem hắn như rác rưởi mà ném đi. Ngươi là ai chứ? Đại ca, đánh đi, đại ca, đại ca, đánh nữa, đánh nữa, đừng đánh nữa mà, đại ca. Nè, đại ca, đại ca, nợ này tôi trả. Nợ này tôi trả vậy được chưa? Có điều làm phiền huynh đi một chuyến có được không? À, đây 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 đây, xin mời, xin mời. Ha, đánh đà, đánh đà dùng. Đại ca, qua đây. Đây đây, mời mời mời. À, huynh coi sân này rồi nhà này, các huynh coi có cái gì đáng giá thì cứ lấy đi đi. Tiền đâu, mang ra đây. Tiền gì chứ? Tôi lấy đâu ra tiền, tôi không có tiền. Đại ca, huynh nói huynh muốn mượn ngón tay của hắn ta, nhưng mà lấy để làm gì? Vậy đi, ở trong sân trong nhà này, huynh thấy cái gì đáng giá thì cứ việc lấy hết đi, cứ lấy sạch đi ha. Dọn đi. Dạ, đi dạ. Thôi. Đi đi đi. Bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên. Nhanh lên, nhanh lên. Tìm đi, tìm đi, bỏ lên. Tìm đi, bỏ lên, bỏ lên. Các người làm cái gì vậy? Các người làm cái gì vậy? Nè, làm cái gì vậy hả? Đám người này tới đây làm cái gì vậy hả? Ờ, con trai của cha nợ tiền người ta. Con trai của cha bất tài, nợ tiền thì phải trả thôi. Tên súc sinh này lại gây họa cho ta.
Cha, cho con thuốc ấy kìa. Chửi lão gia tử. Đừng có cản ta. Nè, lão gia tử, cho con chút thị diện đi được không? Ta phải đánh chết người. Lão gia tử, đừng lại cho ta. Đừng ba. Nợ tiền phải trả sao? Ta cho người nợ nè. Anh người giỏi nhà đã dạy con có nợ thì phải trả lại cho ta, đúng không? Ta không đánh chết người không được. Đại ca, ta phải đánh chết người. Người đứng lại cho ta. Con là đình trưởng, cho con chút thể diện đi được không? Cho chút thể diện sao? Trong nhà không có thứ gì đáng giá hết. Vậy thì dắt bò và dê đem đi hết cho ta. Nhà họ bị xiết nợ đó. Ê, đi mau. Nè, làm cái gì đó? Đừng có bắt bò. Nè, cứ kệ họ đi. Đừng có bắt bò mà. Đừng có cản người ta. Thu tiền rồi thì phải chịu thôi. Nhà ta trước nay không bao giờ nỡ tiền cờ bạc. Nè, các ngươi coi đi, món nào trừ nào được. Trong nhà có thứ nào đáng giá thì cứ lấy hết luôn đi. Đúng rồi đó, cứ kéo hết đi, lấy đi đi. À, gì đại ca? Đại ca à, sau đây à, ghé thường xuyên nha. Đi hết đi. Nhìn cái gì mà nhìn chứ, đi vẽ đi. Ngươi còn sợ người ta nhìn thấy sao hả? Thôi được rồi, con sẽ nằm xuống, xử theo gia pháp. Đi đi, cha đánh đi. À, đi đi, bị đánh nhìn rồi. Cái gì mà nhìn chứ, đi hết. Ôi, đi. Ông người đừng có đi. Cứ ở đó coi hôm nay ta xử con trai ta ra sao. Ta phải đánh chết người hả? Đi cờ bạc nè, đánh chết người nè. Cứ đánh đi, đánh chết cái tên vô dụng này đi. Coi chừng mất mạng đó. Đi cờ bạc nè. Có phải là sẽ có ngày ngươi đem lão già này đi cờ bạc luôn không? Ta thật sự. Tiêu đại nhân. Tiêu đại nhân. Lưu Quý. Lưu Quý. Tiêu đại nhân, nghe tìm tôi có chuyện gì? Là chuyện tăng thêm xu dịch. Huyện ta thực sự gặp khó khăn. Ngày mai ta sẽ đi lên gặp quan để nói chuyện với họ coi sao, để coi có thể giảm bớt chút không. Ngươi cùng đi với ta đi. Ừ? Tôi đi à? Đúng rồi. Cũng được thôi. Nhưng mà sao tôi phải đi vậy? Ngươi giúp ta nói với họ một tiếng. Tôi chỉ là một đình trưởng nhỏ nho thì nói được trời gì? Trời ơi, chính bởi vì ngươi là đình trưởng, cứ nói ra tình hình thực tế, có khi sẽ có tác dụng. Được. Vậy ngươi mau về chuẩn bị đi, sáng mai lập tức lên đường. Được. Cứ vậy đi. Đánh đạo. Cứ bắt đầu bất xuất ngoại bất nhập lâu như vậy rồi, không biết là tới bao giờ đây. Thì cũng hết cách rồi. Hoàng đế sắp tới, chúng ta đã đuổi kịp rồi. Ấy kìa, tới rồi. Ấy, tới rồi nè. Mau lên. Nhìn đi. Đó, nhìn đi. Đó, đâu? Đó. Kìa kìa. Hả? Đó, bên đó. Người không nghiêm túc chút nào hết. Ê.
Tiểu đại nhân, ngài coi, ngài kêu tôi tới đây có ích gì? Dẫn bắt phải nộp đủ sưu dịch. Tôi cho ngài biết, tôi không thể chiêu mộ rồi. Chuyện này cũng đã hết cách rồi. Luật lệ của nước Tần đã định ra như vậy, tất cả thanh niên tới tuổi đều phải đi sưu dịch. Chúng ta cũng đâu thể thay đổi. Quay về cố gắng chiêu mộ đi. Ý, tôi nhìn thấy đám người này thì lại nhớ tới cái tên Tư Mã lệnh lần trước. Theo ngài, hắn có quay lại đây không? Chuyện này ngươi không cần phải lo lắng nữa. Lùi vô. Ngươi đừng có thập thò thập thục nữa được không? Quay vào uống đi. Cái gì? Là nam nhân thì phải như vậy. Tới đâu rồi? Phu quan, phía trước là Bái Huyện, lúc trước là biên cương tề sở. Bái Huyện? Bái trong câu Thủy Nguyên Phong Bái. Vùng này dân phong ra sao? Nông dân ở vùng này được trời hậu ái, không cần quá vất vả mà vẫn luôn có thu hoạch rất tốt, dân số cũng vô cùng đông đúc. Nhưng mà vì vậy kẻ ăn không ngồi rồi cũng không ít. Nông dân không phải đáng quan tâm nhất? Đáng quan tâm nhất là nho sinh phương sĩ ở hai vùng tề sở. Bọn chúng giỏi biện luận, thích nghị chính. Phu hoàng nói rất phải. Phương sĩ nói ở đông nam có luồng khí thiên tử, còn cảm thấy thế nào? Nhi thần cho rằng đây là lời vô căn cứ. Cũng quyết diệt tận. Lần tuần hành này tuy không có mục đích, đường đi vất vả, không hề có một chút thú vị nào, nhưng Tần Thủy Hoàng vẫn thấy rất vui. Theo đà tuổi tác tăng lên, ông ta càng lúc càng không chịu được vì cứ ở trong thành Hàm Dương ngột ngạt. Vào lúc này đây, đang gần tiến tới vùng đất cũ của nước Sở, trong lòng Thủy Hoàng Đế chợt dần dâng lên một sự lo lắng. Không hiểu vì sao ông ta chợt nhớ tới một người, nhớ tới một câu nói: Sở còn ba nhà cũng quyết diệt Tần. Lúc đầu nghe câu nói này,
Thủy Hoàng Đế cũng chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng giờ câu nói ấy giống như một lời nguyền, giống như một cơn ác mộng lạnh sống lưng, dây lấy ông ta không tan đi được. À, uống đi, uống nhiều vô. Uống đi, được rồi, uống tiếp đi, mau lên nha. À, mời. Có chơi nữa không? Tiếp đi chứ. Tiếp đi. 5 cái đầu nè. À, 6 con ngựa nè. 5 cái đầu. 8 con ngựa nè. Trời ơi. Tao thua rồi, tao uống nè. Các vị đại nhân đã tới rồi, đinh trưởng vất vả rồi. Mang đồ ăn lên đi. Dạ được, có ngay. Dạ, mời đi bên này. À, trong tay nãy của các ngươi là gì vậy? À, bẩm đại nhân, đây là một bức họa cổ do tổ tiên truyền lại. Mở ra xem. À, chuyện này tốt nhất đừng coi xem. Cái gì chứ? Tốt nhất đừng coi xem. Hôm nay ta cứ muốn xem đó. Mở lên. Mở ra. Vũ Nhi, đi thôi. Đúng là một con ngựa tốt. Vũ Nhi, con. Vũ Nhi. Con ngựa quá tốt. Cô nương cho hỏi. Con ngựa của cô tên là gì? Vũ Nhi, sao con có thể khinh suất manh động như vậy? Còn không mau quay đầu ngựa, chúng ta phải đi rồi. Thúc phụ, người nhìn thấy con ngựa đó không? Thực sự là một tuấn mã. Ngựa tốt như vậy là ước mơ cả đời này của Hạng Vũ. Chắc Vũ Nhi, ta đã nói với con rất nhiều lần rồi,
Cho dù có gặp phải chuyện gì cũng phải luôn bình tĩnh. Cứ cái kiểu kích động như con đâu có giống như phong thái của nhà họ Hạng hả? Thế nơi này không thể ở lâu, chúng ta cần chia nhau ra. Huynh trưởng nói nghe chí phải. Sau đó chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở đâu? Ta dẫn theo Vũ Nhi đi Ngô Việt. 3 năm sau gặp nhau ở Giang Đông. Được. Vũ Nhi. Thúc phụ. Lần này đi Ngô Việt, cho dù có xảy ra chuyện gì thì con cũng nhất định phải ghi nhớ kỹ. Trách nhiệm nặng nề con đang gánh. Con biết rồi. Lật đổ Bạo Tần, lấy lại quang vinh của nước Sở ta. Hàng Vũ không thể quên dù chỉ một khắc. Tốt, ta đi đi. Thúc phụ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, đúng không? Đương nhiên rồi. Chọc chọc. Chúng ta đi. Đi. Nghi trưởng của hoàng đế. Giờ là lúc để giết hắn. Xuống đi.
biết sao chưa ra nữa, vẫn chưa thấy ra. Sao lâu quá, bây giờ là giờ nào rồi? Giờ lâu lắm rồi. Lâu rồi đó. Bắt đầu đi. Kêu đại nhân, người thổi kèn đó. Ngài đừng lo, để tôi đi coi. Nhìn ra. Ê, chuyện gì vậy, sao chưa thổi? Đã thỏa thuận rồi, sao các người lại thay đổi? Không thấy ta phất tay sao? Thay đổi gì? Người muốn kiếm chuyện đúng không? Lúc đầu đã nói thế nào? Người mau chóng thổi cho ta. Chuyện của ngày hôm nay phải nói rõ ràng thì ta mới thổi. Để tôi coi thử. Người bị sao vậy? Tiền đã đưa ngươi rồi, người muốn kiếm chuyện đúng không? Người đưa được bao nhiêu? Chuyện gì vậy? Bỏ ra đi. Kiếm chuyện đúng không? Người bỏ ra. Nè nè, làm gì vậy? Bỏ ra. Sao lại không thổi? Sao người lại không thổi? Đã thỏa thuận 5 tiền rưỡi thổi trong 5 ngày, hôm nay chỉ đưa 3 tiền. Sao ta ăn nói với huynh đệ ta đây chứ? Người nhảm nhí, Tiêu đại nhân có thể làm chuyện này sao? Ta chỉ nhận được 3 tiền thôi. Được, huynh đệ, về đi. Tiền này để cứ cầm trước. Ngươi là gì của chủ nhà? Tiền này ta không nhận. Để cứ mặc kệ ta, ta tên là Lưu Quý. Nếu xem là huynh đệ thì nhận đi, có được không? Coi như là giúp ta. Đại ca Trượng Nghĩa, đa tạ. Thiếu có 2 tiền thôi, làm gì ghê vậy? Các huynh đệ, bắt đầu đi. Sao ngươi lại đưa thiếu 2 tiền cho mấy ta? Huynh đệ sẽ ăn một bữa cơm ở nhà chúng ta thôi. Không được, không có đủ cơm. Ngươi có chắc ý không là vậy? Sao hả? Ý ngươi là ta đã ăn chặn 2 tiền đó rồi sao? Ngươi muốn kiếm chuyện hả? Ta rõ ràng chỉ nhận có 3 tiền, sao ta có thể ăn chặn 2 tiền còn lại không được chứ? Không phải là còn đây sao? Không phải còn ta đây nói sao? Ngươi biết đừng có nói sằng bậy nha. Sao đây ai ăn nói sằng bậy chứ? Đúng là đưa đủ số tiền rồi. Sẽ không ăn nữa. Ta thấy ngươi đúng là kiếm chuyện đó. Ngươi biết nha, ngươi cứ đi lo mổ chó đi chứ đừng có cắn người hả? Có biết chưa? Ai cắn người hả? Người cắn người, người ta cắn người sao? Nếu như ngươi còn nói nữa thì ta sẽ. Ta vẫn cứ nói đó. Ngươi ngậm máu phun người. Ta phải nói, ta còn chưa nói xong. Bạn khoái. Khi bàn chuyện tiền bạc với Tiêu đại nhân, để có mặt không? Có mặt. Tiêu đại nhân đã nói phải trả 5 tiền, nhưng cuối cùng chỉ trả có 3 tiền. Ngươi nói bậy rồi. Ngươi mới nói bậy. Lúc đưa tiền thì để có mặt không? Để không có mặt. Lưu Quán, Tiêu đại nhân chỉ đưa cho đệ 3 tiền sao? Chỉ đưa có 3 tiền. Ta tin đệ. Nè đại ca, quân nghe đệ nói đi. Ta tin đệ ấy. Lưu Quán, tiểu tử người còn dám cho ta soát người không? Soát, soát đi. Để ta soát người của ngươi. Để ta soát. Ta để ngươi soát. Dừng lại. Phản khoái, ta biết là bình thường đệ khó chịu với đệ ấy, nhưng mà đệ có thể đánh, có thể giết đệ ấy, chứ không thể sỉ nhục đệ ấy. Không đại ca, đệ chỉ cút. Đại ca, huynh nghe đi. Nói hắn cút đi. Người giỏi lắm. Ngồi đi Lương Quán. Huynh đệ. Đại ca, đệ thực sự chỉ nhận được 3 tiền thôi sao? Chỉ 3 tiền